Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. Hội nghị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các địa phương trong cả nước. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, nghị quyết số 22 đánh dấu bước chuyển quan trọng của Đảng ta về tư duy và định hướng hội nhập quốc tế. Nhiều điểm mới về tư duy đã được triển khai nghiêm túc, giúp hội nhập quốc tế thực sự trở thành một chiến lược lớn để phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, cũng có một số nội dung chưa thực hiện hiệu quả, gây những tác động tiêu cực về kinh tế xã hội và môi trường. Với các giọng phát triển của đất nước và bối cảnh mới của thế giới, đòi hỏi tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam phải được đẩy mạnh với một số nội hàm mới. Do đó, việc tổng kết toàn diện sâu sắc quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 22, đánh giá khách quan kết quả và hạn chế nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, dự báo sát tình hình thế giới, khu vực và trong nước, xác định đúng thời cơ, thuận lợi và khó khăn thách thức Hội nghị có ý nghĩa quan trọng là cơ hội để quán triệt cụ thể quá nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng, bổ sung hoàn chỉnh mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp, đưa hội nhập quốc tế lên tầm cao mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.